Xin chào tất cả các anh em, chào mừng anh em quay trở lại với kênh YouTube của siêu thị lồng chim. Và ngày hôm nay đây thì em Tươi quay cho em một mẫu lồng, đây là mẫu lồng mi che rào chân gạch hàng kỹ của nghệ nhân nhé. Mẫu lồng này anh em nhìn thấy cái chất tre rất là già luôn này. Đấy. Và điều đặc biệt của chiếc lồng này nữa đó chính là cái độ kỹ của lồng, bởi vì nó là hàng đặt riêng ạ, hàng đặt riêng nhé, lồng rất là kỹ luôn. Và cái điểm thứ hai của chiếc lồng này đó chính là ba mắt trùng ba nẹp. Anh em nhìn thấy là ba cái mắt khi mà vanh này, đấy, phần vanh phần tang chân đây này, đấy, phần tang lồng nhá, đây là mắt đầu tiên này, đây là thẳng đúng cái nẹp luôn nhé, đây là cái thứ hai này, đây cũng thẳng nẹp luôn này, mắt thứ ba này, đấy cũng thẳng nẹp luôn nhé. Đây là chiếc lồng hàng đặt ba mắt trùng ba nẹp, đấy, rất là đẹp luôn. Để mà có thể bắt mắt chụp ba cái này đẹp thì phải lựa chọn nguyên liệu rất là kỹ, thay rất là nhiều nguyên liệu thì mới có thể có cái độ khớp như vậy. Còn thông thường những cái lồng đơn giản thì nó chỉ trùng 1-2 mắt thôi, nhưng để trùng ba mắt thì là phải lựa chọn nguyên liệu rất là lâu đấy ạ. Đó, thế đó là những cái lồng hàng đặt riêng. Anh em nhìn thấy cái mắt tre rất là già luôn. Để kiểm tra lồng tre dài hay không thì anh em kiểm tra cái phần mắt này, những cái lồng mà chưa xử lý đây này thì anh em sẽ nhìn thấy là cái mắt tre rất là già luôn, nó đen đấy ạ. Đấy. Và tổng thể của chiếc lồng này, đây em quay trong nhà, mà chiếc lồng này đã lên màu rất là đậm rồi, rất là đẹp. Thứ hai nữa là cái cầu ở bên trong thì cũng chuyện riêng này. Đấy, cầu chuyện riêng này. Và cái phần đáy là đáy lồng này. Đấy, anh em nhìn phần đáy không ạ? Đây là phần sàn đáy này. Sàn đáy nhé. Đây là cái phần chân rất là kỹ luôn. Thì mẫu lồng này là hàng đặt nên là lát nữa thì em sẽ phải gửi cho khách hàng. Đó. Đây là cái chỗ này mình làm màu chuẩn của nó này, rất là kỹ luôn nhá. Mình nhìn thấy không? Và cái tách rất là kỹ luôn, trơn bóng mịn, hàng đặt rất là đẹp. Đấy, mẫu lồng này thì khách bên em đặt cả cặp chống mái. Đấy, lát nữa thì sẽ đóng hàng để gửi đi để trả đơn. Với mẫu lồng này hàng đặt đây ạ. Cái thời gian này em chờ sẽ lâu nhé. Đấy, mẫu lồng này thì nó sẽ là khác cái mẫu mà gần đây em mới quay đấy ạ, bởi vì cái độ kỹ ở chiếc lồng này là hàng đặt riêng. Đấy, kỹ hơn rất là nhiều và đặc biệt là ba mắt trùng ba nẹp. Thế nên là giá là sẽ khác cái giá của cái mẫu em hay quay nhé. Đấy, nhìn thấy không ạ? Khi mà anh em mua lồng ấy thì anh em sẽ biết là các mẫu lồng nó khác nhau, kể cả nhìn có thể là kiểu dáng giống nhau đấy, nhưng mà độ kỹ khác nhau thì cái mức giá nó sẽ khác nhau nhé. Mấy mẫu lồng này nếu anh em mua ở chợ ấy, mà những cái hàng gọi là làm sơ sài ấy, thậm chí nó chỉ có giá vài trăm nghìn thôi. Đấy, nhưng mà cái hàng kỹ này thì toàn tiền triệu thôi em nhé. Cái hàng kỹ nó khác nhau hoàn toàn luôn nhé. Nên nếu mà anh em nhìn qua thì có thể là nghĩ là sẽ giống nhau và thấy có sự chênh lệch giá, nhưng thực tế thì nó hoàn toàn khác. Anh em nhìn chất liệu, độ kỹ của lồng này làm và sẽ khác nhau. Và cái tay nghề của nghệ nhân nó sẽ khác nhau. Đó, rất là đẹp luôn. Anh em thích cái mẫu hàng đặt này thì có thể đặt hàng nhé. Đặt hàng thì chờ thời gian chờ khoảng tầm 1 tháng ạ. Thì mới xong lồng, vì nó là hàng kỹ, phải chọn nguyên liệu và làm thế nào để trùng nẹp nữa cơ. Đấy. Anh em yêu thích thì có thể liên hệ số Zalo là 0388859722 nhé, để sở hữu chiếc lồng này. Đúng không? Anh em có thể đặt cái mẫu mà khi em đặt ấy, mà khi em quay ấy, cái mẫu đấy đã rất là đẹp rồi. Những cái mẫu này thì gọi là hàng phẩm luôn, sản phẩm luôn cho anh em nhé. Rồi, cảm ơn anh em đã xem video và hãy like, share video này giúp em nhé. Cảm ơn anh em và anh em hẹn gặp lại anh em những video sau. Đây, mắt tre rất là giả và mắt trùng mắt đẹp. Xin chào tất cả các anh em nhé.